hay nhầm lẫn nhiều nhất thì thầy sẽ nói là chúng ta phần này. Ok đầu tiên nhá trong cái anh về các bôi rát thì đầu tiên chúng ta phải nhớ về việc phân loại của nó. Thì các bôi rát nó phân loại như thế nào? Phân loại các bôi rát đầu tiên là phân loại, phân loại thì các bôi rát của chúng ta nó được phân loại thành ba loại chính. Thứ nhất là mono -saccharide. mono đây này, mono nghĩa là số 1 nhá, số 1. Tôi là chính tôi, tôi là độc nhất, tôi là duy nhất. Để cho anh em đã hiểu tên mono chưa ạ? Đấy monosaccharide thì công thức tổng quát của monosaccharide ở đây nó là C6H12O6 các em nhá. Và anh C6H12O6 này nó chính là công thức của glucose glucose và fructose fructose thì ở đây chúng ta có glu và furuc là đồng phân của nhau nhá. Những cái câu hỏi trắc nghiệm thầy sẽ nhấn mạnh những câu hỏi trắc nghiệm hay thì trong này. Glu và furuc là đồng phân của nhau. Là đồng phân của nhau. Ok chưa? Thứ hai là xác sac, đi carit đi là hai ạ. Đi carit Thì đi saccarit này chúng nó đều có chung công thức là C12 H 22 o 11 Thì trong bài chúng ta chỉ học về mỗi anh sát Carozer thôi Nhưng những bạn nào mà muốn ôn thi uh, Đánh giá năng lực và đánh giá tư duy Thì các bạn phải xem cho thầy thêm cả anh Mantozer nữa Mantozer Được chưa? Thì anh sát Carozer và anh Mantozer này cũng là đồng phân của nhau Các bạn nhớ nha Các bạn nhớ nha Thế vậy này còn cái anh này tiếp theo này Anh này là anh Polysaccharide này po nào các bạn thử thử nhắc cho thầy xem polysaccharit công thức là gì ạ polysaccharid công thức của chúng nó là gì ạ nào anh em cùng thử comment cho thầy xem nào ạ xem bao nhiêu bạn comment đúng nào xem còn nhớ bài không ạ polysaccharit là gì c6h10 O5 tất cả n lần và cái hội polysaccharit này thì nó bao gồm hai anh đó là anh tinh bột tinh bột và anh sen lô sen lu lô rất tiếc mặc dù công thức phân tử của chúng nó trông có vẻ giống nhau nhưng chúng nó lại không phải là đồng phân của nhau nhớ nhá hai anh này không phải là đồng phân của nhau không là đồng phân ok các bạn nhớ chưa đấy thì đây là một cái phần rất là quan trọng thế thì sâu hơn nữa khi mà nói về tính chất hóa học của tất cả cái bọn về um, ca sắc, về carbohydrate thì chúng ta cần lưu ý là những anh monosacarit thì không thủy phân nhá. Monosacarit thì không thủy phân, lưu ý thầy. Không thủy phân. Còn disacarit, còn disacarit và polysaccharid thì có thủy phân. Nhá có thủy phân trong môi trường axit thủy phân trong môi trường axit đây là một buổi cứu nát hóa dành cho tất cả các bạn và các em trong cái kỳ thi giữa học kỳ sắp tới rất là mong muốn tất cả các bạn và các em hãy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây bởi vì đây là một buổi học free của thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em để chống cái nát môn hóa này ok không ạ thế thì ở đây nhá ở trong cái phần này thì thầy đang muốn làm rõ cho chúng ta một cái anh đặc trưng bậc nhất mà chúng ta lại hay bị nhầm lẫn nhất đấy là anh cellulose bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để chúng ta nói sâu với nhau nên thầy sẽ nói cho chúng ta sơ qua và khái quát về anh cellulose. nhá thì sen lulose chúng ta chỉ cần nhớ như này cho thầy thôi thứ nhất là về tính chất vật lý là chất rắn màu trắng dạng sợi. Được chưa? Không phân nhánh. Không tan trong nước. Không tan trong nước. Và nó tan trong tan trong dung dịch CS2 và phức đồng amoni. Và phức đồng amoni Các bạn nhớ chưa? Để tính chất vật lý nhá, chúng ta khái quát thôi ạ. À. Về tính chất hóa học của cellulose. Thì bạn nhớ cho thầy, thứ nhất là nó thủy phân trong môi, môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit để tạo thành glucose. Và thứ hai là tác dụng với HNO3 trong H2SO4 đặc để tạo thành cellulose lu tri nitrat. Thế các bạn nào có nhớ cái ứng dụng của cellulose tri nitrat này được sử dụng để làm gì không ạ? Anh em comment cho thầy xem nào. Ứng dụng của cellulose tri nitrat này được ứng dụng để làm gì ạ? Xem bao cho bạn nhớ cái điều này. Ứng dụng của cellulose tri nitrat được ứng dụng để làm gì ạ? À, được ứng dụng làm thuốc nổ không khói Thuốc nổ không khói. Đấy nha các bạn nhớ nha. Thuốc nổ không khói. Ok, đấy là những cái phần kiến thức trọng tâm chúng ta cần nhớ nhất về cellulose. Được chưa? Thì trong cái buổi live ngày hôm nay thì thầy không có đủ thời gian để nói kỹ hết cho các em được về tất cả mọi tính chất hóa học của anh Caporas mà mặc dù anh Caporas này là anh cực kỳ quan trọng nhá. Anh quan trọng bậc nhất luôn bởi vì anh này là chương dễ nhất trong bốn chương hữu cơ. Thế thì để mà mình lấy được điểm cao ở bên trong cái kỳ thi mà giữa học kỳ ấy, thì chúng ta đặt trọng tâm là phần này. Với những bạn nát hóa thì chúng ta sẽ đặt trọng tâm phần này để chúng ta làm được ăn được chọn điểm nhiều nhất. Thế ở đây chúng ta sẽ có là cái phần này phần ôn trọng tâm về ST Caporas các bạn cùng comment cho thấy đáp án nhá. Câu số 1 trong đề thi Trung học Thu quốc gia năm 2019 mã đề 0203 Bình thường thì là các thầy cô ở trên lớp thì sẽ rất hay cho những cái câu này vào trong đây Đúng không? Thì chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ quen ạ Công thức của triolein là gì ạ? Triolein thì nó xuất phát từ axit gì ạ? Axit oleic và axit oleic đó là C17 H33 COOH đúng các em, đây là axit oleic nhá. Được chưa? Thế thì cái anh axit olic này nên dẫn đến anh triolin nó sẽ phải là có cái gốc C17 H33 này. Ok không ạ? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là gì ạ? C17 H33 COO tất cả 3 lần C3H5 và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Các bạn nhớ chưa? Đáp án A nhá. Câu số 2 ạ. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Thì thực ra trong cái đề thi giữa học kỳ thì có bạn là giữa tháng 10 này thi Có bạn thì là cuối tháng 10 thi, có bạn đầu tháng 11 mới thi Thì hoàn toàn nó có thể tiến tới cái phần về amin và amino acid Nên thầy để một vài câu vào đây để cho chúng ta ôn à, Đây là những cái câu mà rất hay xuất hiện trong đề thi kiểm tra Do nó đã từng xuất hiện ở trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia của các năm về trước Thì dung dịch nào sau đây làm quỷ tím chuyển thành màu xanh ạ Thì chúng ta lưu ý cho thầy Amino acid có một nhóm CH và một nhóm NH2 này thì nó cân bằng nhau về tính axit và bazơ dẫn đến không có tính, không làm quỳ tím chuyển màu. Anh xếp 3CH này là axit. Dẫn đến nó sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu gì ạ? Nó sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Các bạn nhớ chưa? Ạ? Anh HCl này anh axit làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nên loại bỏ hai anh này luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi ạ. Đáp án chính xác nhất của chúng ta ở đây nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi. A à nha các em nhá. Ok chưa? Câu số 3 Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Đây, thầy vừa mới giảng xong Nào các bạn cùng comment ra bán xem nào Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Nào, comment một lần Comment là một lần học Mình không comment là vì mình chắc chắn đúng Mà mình comment là mình muốn hướng tới cái đúng phần carbohydrate là phần cực kỳ quan trọng và tẹo đó thôi ở câu số 4 này thầy sẽ dạy cho các em một skill bí mật mà thầy chỉ dạy trong lớp live của thầy thôi nhưng hôm nay thầy sẽ tiết lộ dành cho tất cả các bạn và các em để tăng gấp 3 lần tốc độ giải bài về carbohydrate anh em nào muốn được học một skill bí mật này của thầy nào skill này skill độc quyền luôn không ai có luôn chỉ thầy minh mới có thôi nào câu số 3, chất nào sau đây thuộc disaccharide thì rất đơn giản rồi d saccharose nào những bạn nào muốn sở hữu skill bí mật cho câu số 4 nào cùng chấm một cái ạ Một skill bí mật dành cho câu số 4 Ai cũng biết Ai cũng biết câu này giải được Ai cũng giải được nhưng cái vấn đề là giải được nhanh hay giải được chậm Tốc độ giải ra sao thì không phải ai cũng biết Các bạn cũng để ý nhá Cùng nhìn vào đây nhá Thầy sẽ hướng dẫn M gam sen lulose nitrat cần vừa đủ M gam cellulose với 300 ml dung dịch nồng độ 0,5 mol giá trị của M. Có nghĩa ở đây bản chất của phản ứng nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn nhá Nhìn kỹ nhá Skill bí mật của thầy Minh. Bình thường các thầy cô khác thì sẽ bắt các em viết phương trình như thế này. Xong rồi giải. Đây các thầy cô sẽ, sẽ bắt viết c 6 h 7 o 2 Đúng không ạ? OH 3 lần Tất cả N lần cộng với 3n HNO3 để tạo thành C6H7O2 NO3 tất cả 3 lần tất cả n lần cộng 3n nước đúng không? Ok, nhưng thầy Minh không làm cách này. <laughs> tất cả các bạn học sinh của thầy Minh đều làm một cách khác biệt hơn rất rất nhiều và cải thiện tốc độ cực kỳ nhanh. Các bạn cùng quan sát nhé, cùng quan sát cùng quan sát vào đây. Nếu thấy hay thì nhớ chia sẻ lại nhé bản chất của cái anh C6H7O2 OH tất cả ba lần này chính là cellulose. Sen, sen. Đúng không ạ? Ăn. Với phương pháp giải bài tập của các carbohydrate hay là bọn polycarbohydrate của thầy Minh là bỏ N đi, vứt N đi, không quan tâm đến N nữa. Để tạo thành sen. Được chưa? Nước không quan tâm. Cellulose trinitrat. Cellulose nitrat thì thầy Minh viết là XTN. Mình có nha các bạn nhìn kỹ nha phân tử khối của cellulose bằng 162n đúng không? Thầy bỏ n rồi thì phân tử khối của anh này chỉ bằng là 162. Phân tử khối của anh cellulose trinitrat bằng 297n đúng không ạ? Bỏ n đi thì phân tử khối của nó còn 297. Nhìn kỹ ạ, à, điều đặc biệt xảy ra đây này. Bài này không có hiệu suất. Tí nữa những bài hiệu suất thì giải sao? Thì tí nữa thầy mình lại hướng dẫn ta một cái skill kinh khủng hơn nữa. 300 ml dung dịch HNO3 nhá, tính toán theo phương trình nhá, tính toán theo phương trình này. Số mol là bằng 0,5 nhân 0,3. 0,5 0,5 nhân 0,3 bằng bao nhiêu đây? 0,15. 0,15 mol HNO3. Và bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta là xác định m gam cellulose trinitrat, câu chuyện rất đơn giản. Các bạn nhìn nhá. 0,15 nhân 1 chia 3. Nhân chéo mà, 0,15 nhân 1 chia 3 bằng 0 0.05. Và đến bây giờ chúng ta chỉ cần bấm máy tính thôi. Đúng không ạ? Khối lượng của cellulose trinitrate cần làm là 0.05 nhân 297 bằng 0.05 nhân 297 bằng bao nhiêu đấy ạ? 14.85 g. 14.85 g. Các bạn nghĩ sao với phương pháp này ạ? Có nhanh không ạ? Nếu thầy ghi như thế này các bạn vẫn chưa biết là nhanh đâu. Nhưng bây giờ nhé thầy bảo nhé các em thực tưởng tượng. Nếu mà mình chỉ ghi là mình tưởng tượng này. À, 3 HNO3 ra được 1 xtn. Vậy 0.15 x 1 chia 3 bằng 0.05, bấm máy tính 0.05 nhân 297. Chúng ta mất bao nhiêu giây để giải câu này ạ? 15 giây. 15 giây một câu như này các em thấy có hạnh phúc không? Có thành công không? Có vui không ạ? Đấy thì đây trong này mới chỉ là một chiêu đơn giản nhất, cơ bản nhất trong số tất cả các chiêu nhé Trong số tất cả các chiêu mà thầy muốn hướng dẫn dành cho tất cả các bạn và các em ở bên trong cái khóa học mà thầy chuẩn bị khai giảng. Đây ạ. Khóa học lấy gốc Caboras dành cho tất cả các bạn học sinh 2K5. Và khóa học này của thầy là chuẩn bị khai giảng bắt đầu một tuần sau từ ngày 17 tháng 10 năm 2022. Và đây là một khóa học mà thầy soạn ra độc quyền 7 buổi live chuyên sâu để dành cho tất cả các em có thể thứ nhất là lấy lại gốc Thứ hai là học theo tất cả những dạng bài mà hay thi từ thi giữa học kỳ đến thi cuối học kỳ đến thi trung học phổ thông quốc gia. Chia nhỏ từng dạng bài theo từng kiểu bài. Và phần lý thuyết thầy đảm bảo trong buổi này nếu các em học đầy đủ thì chúng ta sẽ lấy được gốc các rát mà tự tin làm được tất cả mọi loại dạng bài các rát không sợ nữa. Với các skill độc quyền như skill vừa nãy thì hướng dẫn các em. Được chưa? Mục tiêu của chúng ta là để giải được mọi bài tập trong đề thi đại học, đề thi đánh giá tư duy và đề thi đánh giá năng lực Chúng ta sẽ gồm có 7 buổi như ở trên màn hình các bạn nhìn thấy Buổi thứ nhất là chúng ta học về lý thuyết glucose và fructose chỉ trong 30 phút thôi nhá. Thầy dạy chỉ trong 30 phút mà nắm gọn lý thuyết của glu và fructose Buổi số 2 là chia dạng hai dạng bài tập quan trọng bậc nhất của glu và fructose Là thứ nhất là dạng bài uh, Thứ nhất là dạng bài trắng gương, thứ hai là dạng, dạng bài lên men Buổi số 3 là sự gọn lý thuyết Buổi số 4 là chinh phục lý thuyết tinh bột và sen buổi số 5 là thực chiến 5 dạng bài tập tinh bột sen lulose. Quan trọng đặc biệt nhất để này là buổi số 5. Đúng không? Buổi số 6 cũng đặc biệt là thực chiến để bộ giáo dục. Cái này sẽ giúp chúng ta sau khi chúng ta nắm được kiến thức cơ bản rồi thì buổi số 6 giúp chúng ta tăng cao tốc độ giải bài. Nhá, thực chiến mà. Và buổi cuối cùng buổi số 7 là thực chiến để giữa học kỳ 1 và cuối học kỳ 1. Đấy, 7 buổi thôi, chỉ với 7 buổi mà giúp cho những bạn mất gốc không biết gì về hóa nhé nắm gót phần carbohydrate trong lòng bàn tay và chắc chắn là điểm thi dạo kỳ sẽ cao à, với cái hình thức học thì như các em đã biết là hình thức học qua live stream tương tác được trực tiếp với thầy nha thầy là thầy giáo trực tiếp dạy nên anh thủ khoa khối b anh bùi đức anh là các bạn đã đủ biết đến thầy rồi làm bài tập kiểm tra thực chiến trên app học tập nhá có app xịn sò luôn và quà tặng của thầy dành cho tất cả các bạn và các em khi đăng ký cái khóa học này đó là sách lấy gốc cấp tốc các một quyển sách cực kỳ chất cực kỳ xịn mà do chính thầy soạn ra à, dành cho tất cả các bạn và các em ờ, và đăng ký nhanh tay thì các em sẽ được nhận lấy ưu đại của cái khóa lấy gốc carbonat này đấy từ 490 trăm chín nhá học phí đấy xuống chỉ còn 149 trăm bốn mươi chín nghìn đô rẻo từ 490 mà xuống còn 149 có nghĩa là cái khóa này gần như là thầy chẳng có lấy lãi đâu khóa này là chỉ lấy 149 trăm bốn mươi chín nghìn này là đủ là tiền để duy trì app tiền để duy trì cho trả cho các anh chị cộng tác viên để mà ship sách cho các em, để mà hướng dẫn các em đăng ký và để trả cho các anh chị uh, tư vấn viên, hướng dẫn viên, từ là các anh chị trợ giảng như anh Đức Anh khi các em tham gia khóa học này các em sẽ được học cùng anh trợ giảng, anh thủ khoa khối B mà vừa mới quay xe vừa rồi. Đó là anh Bùi Đức Anh học sinh ruột của thầy uh, về môn hóa nhá. Đẹp dài. Và hơn nữa là nếu mà bạn nào mà mà muốn mà đăng ký cả khóa lấy gốc Carborat và cộng với sách lấy gốc Carborat thì học phí chỉ từ 500.000 giảm xuống còn 159.000. Và những bạn nào muốn đăng ký học thì click ngay vào cái link trên caption nhá. Ở ngay trên caption này có cái link dành cho tất cả các bạn và các em. Đấy, ok ạ. Và những bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay thì chỉ còn 149.000 với khóa lấy gốc và sách lấy gốc nhá. Ok. 5 phút quảng cáo kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bây giờ chúng ta quay trở lại bài chúng ta với skill cực độc. Mình sang câu số 5 nhá. Câu số 5 ạ. Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch. Lắc nhẹ. Sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch. Sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch em ạ. Rất hay nhá. Cho đến khi kết tủa bị sinh ra hoàn tan hết, nhỏ tiếp 3 đến 5 giọt dung dịch X. Đun nóng nhẹ hỗn hợp khoảng 6 đến 70 phút. Thành ống nghiệm xuất hiện một lớp bạc sáng. Các bạn đọc kỹ chưa? Xuất hiện một lớp bạc sáng và do xuất hiện một lớp bạc sáng này thì chúng ta sẽ biết được một điều rằng là chắc chắn 100% là cái anh X này của chúng ta có khả năng tráng bạc nhá. Có khả năng tráng bạc. Thì anh X mà có khả năng tráng bạc thì axit acetic là không có điều này. Tại vì axit acetic là CH3COOH. Điều kiện để tráng bạc là nó phải có nhóm CHO, đây thì ghi ra đây nhá. Các bạn chưa có nhớ thì phải lưu lại điều kiện để trắng bạc hay là điều kiện để trắng gương là nó phải có nhóm CHO nhóm chó đấy hoặc là đầu HCOO R phải ancol cũng không có điều này được chưa -formic, h HCHO có có chó mà OK C glycerol không Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé Đáp án C ạ Câu số 6 Các bạn có hiểu bài không ạ? Anh em nào hiểu bài chấm cái để thầy biết với Câu số 6 ST nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH thu được ancol metilic ạ? ST nào sau đây tác dụng với NaOH để thu được ancol metilic Đầu tiên mình phải nắm được Với những bạn mất gốc ấy Ancol metilic công thức là gì nó cũng rất là khó khăn Thì thầy hướng dẫn chúng ta này Mê tin Mê, mê, mẹ, mê, mê, một Mê là một đấy, CH3OH đấy, để ra được ancol metylic chính là C3H. Đúng không ạ? Vậy đầu của chúng ta nó phải là một anh este nó có đuôi, suy ra este phải có dạng. Suy ra dạng của este. Nó phải là RCOOCH3. Vậy thì bây giờ chúng ta chọn đáp án A B C D thằng nào có dạng RCOOCH3 là ok. Mình nhìn nhá. IA. À. được chưa? Ý B bỏ, ý C bỏ, ý D bỏ. Đáp án đúng là đáp án A à, các em nhé. Câu số 7, một câu tính toán và ở đây thầy cũng muốn hướng dẫn chúng ta một xíu giải nhanh. Ở câu số 7 này. 54g glucose. Các bạn cùng nhìn nhá. Glucose, mình chỉ ghi glu thôi. Phân tử khối của glucose là 180 nên chúng ta tìm được số mol luôn là 54 chia 180 bằng 0,3. Rượu hiệu suất 75%, 75% là 75 phần 100, có nghĩa là bằng 0,75. Thu được m gam C 5 h 2 lần thằng C2 H5 OH 0,3 x 2 bằng 0,6. Thuận nhân nhân 0,75. 0,6 mà nhân với 0,75 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,6 x 0,75 bằng 0,45. Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được khối lượng của C2H5OH bằng 0,45 x 46 Bằng 20,7 gram 20,7 gram Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Bê bò Dễ chưa kìa em? Quá dễ dàng và nhẹ nhàng Đúng không? Câu số 8 ạ Đấy câu số 8 lại, sở, lại sử dụng skill kịch độc của thầy đây Vừa nãy thầy vừa hướng dẫn đây Nào các bạn cùng bấm máy tính xem ra đáp án gì Skill kịch độc Cellulose 3-Nitrous XTN được điều chế từ axit nitric cellulose giả sử phản ứng hoàn toàn hiệu suất 100%. 14,8 gam cellulose trinitrat thì cần bao nhiêu kg cellulose? Ở thì câu chuyện nó rất đơn giản các bạn. Đấy nhá. Sen thì tạo ra XTN. Số mol cellulose trinitrat kg tấn tạ yến có sự kêu kinh khủng sau này. Kg tấn tạ yến thì coi như gam coi như gam để tính toán kèm nhá để tính được không ạ vậy này mình có này 14,8 phân tử khối của cellulose triglyceride bằng 297 vậy mình sẽ có 14,85 chia 297 bằng 0,05 Hiệu suất 100% vậy suy ra số mol bon sen cũng bằng 0,05. Nhanh chưa? Và bây giờ mình đơn giản mình lấy 0,05 nhân 162 8,1 một skill cực kỳ kinh điển dành cho tất cả các bạn và các em may mắn trong buổi tối ngày hôm nay được thầy sâu ra cho các bạn và các em xin ơn mình sẽ tăng gấp 3 lần tốc độ giải nhanh đây là thầy vẫn còn ghi ra cho các em hiểu còn thực ra về mặt bản chất chúng ta có thể nhậm trong đầu là xong rồi câu số 9 ạ câu số 9 ạ tinh thể chất rắn x tinh thể chất rắn x không màu vị ngọt dễ tan trong nước rồi ok không màu ngọt dễ tan nước thằng nào cũng thế x đề từ chốt này quả nho chín đường gì là đường nho chín ở à, các em đường gì là đường nho chín à? đường nho chín là glucose được chưa glu glu pharuc bỏ sát bỏ khử chất x bằng hydro glu này c 6 h 12 o 6 mà cộng hydro thì thu được sobiton c 6 h 14 o 6 vậy Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Glucose và sobitol nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu số 10 ạ. À? Câu số 10 ạ. À? Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharid Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharid? Thì vừa nãy thì vừa mới giảng về lý thuyết xong. Các em thấy không? Một cái sự cực kỳ quan trọng ở cái việc là chúng ta muốn học giỏi cái chương Caporat này, chúng ta phải nắm thật chắc lý thuyết bởi vì mặc dù chương Caporat là một chương dễ nhưng đa số các bạn lại đánh rơi điểm ở phần này do là các bạn học không chắc lý thuyết. Đúng không? Bao nhiêu bạn đã từng bị sai ngu những câu này? Có lẽ nghĩa, có lẽ rằng sắp tới bài kiểm tra giữa học kỳ thì các bạn mới nhận được một cái điểm số để khiến cho các bạn biết được rằng là mình đang bị hỏng rất nhiều ở phần Caporat. Monosaccharide như thầy đã nói chỉ có glucose và fructose thôi. Đúng không ạ? Chương này là chương trọng tâm về lý thuyết nhưng các em lại học không nắm chắc mà mặc dù chương này cực kỳ dễ lấy điểm nhé dễ lấy điểm cực kỳ luôn. Câu 11. Amino acid amino acetic tác dụng đối với dung dịch nào sau đây? Thì cái anh này nó có nhóm CH và nhóm NH2 nên nó có tính lưỡng tính. Tính lưỡng tính ạ. Tính lưỡng tính. Vậy nó sẽ tác dụng được với cả axit và cả dung dịch kiềm nên tác dụng được với HCl. Các nhá. 12. Công thức của axit stearic là gì? Công thức của axit stearic thì cái công thức đấy rất là đơn giản rồi, nó là C17 H35 COOH mình có 4 cái anh axit chất có bốn cái axit béo cần nhớ nhá. Stearic C17H35 COOH thì ghi lại cho các em nhớ này. C17H33COOH là axit oleic được chưa C17H31COOH là axit lin C15H31COOH là axit pan tích được chưa? Ok nhé các bạn nhớ chưa? Câu 13 Lại một câu khen thấy không? Những cái câu mà sử dụng skill của chú Minh này Là một trong số những skill kinh điển bậc nhất Và rất rất hay thi Nhá Rất rất hay thi Nên các bạn cùng chú ý và cùng làm thử xem Được chưa? Câu 13. Câu 13. Cellulose 3 được điều chế từ cellulose và axit đặc kệ nó, đúng không? Mình không quan tâm đến đi điều đó. Bây giờ mình quan tâm đến cái điều là gì đây ạ? Để có 89,1 để có 89,1 kg cellulose từ các bạn cùng nhìn skill nhá, các bạn cùng nhìn skill nhá. Thầy sẽ hướng dẫn cái skill này ứng dụng với cái bài này. Đây. Bây giờ lúc này lại hỏi là kg axit Dietrich Mà ra được cellulose từ cơ ạ Đấy nhá Mình có sen Cộng với lại 3 lần thằng HNO3 Một skill cực động để tạo thành cellulose trinitrat phân tử khối của sen 162 phân tử khối của cellulose trinitrat bằng 297 hiệu số 100% không ai đôn care kg tấn đại yến có như gam tính toán bình thường vậy mình tìm được số mol của cellulose trinitrat 89,1 chia 297 bằng bao nhiêu ạ? À? 0,3 mol. À, cellulose từ nitrate cơ mà, phải ghi ở bên dưới dít của nó. 0,3. Và hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của axit nitric 0,3 nhân 3 bằng 0,9. Làm nhiều à, có khéo chúng ta còn thuộc được luôn cả hệ số luôn đấy. Đúng không ạ? Vậy mình tìm được khối lượng của HNO3 chính bằng 0,9 nhân với 63 bằng bao nhiêu ạ? 0,9 x 63. 56,7 g. 56,7 g nhưng ở đây là đơn vị là kg nên đáp án đúng là 56,7 kg. Các bạn thấy skill của thầy dã man không? Bạn nào thấy skill của thầy dã man thì chấm một cái để ủng hộ đây nào. Một skill tăng tốc độ giải nhanh gấp 3 đến 5 lần dành cho tất cả các bạn và các em. Chỉ cần bấm máy tính là ra đáp án phần này. Câu 14 ạ este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol ethylic thì mình phải nắm được ancol ethylic công thức là gì ạ? C2H5OH. Vậy suy ra anh este đấy bắt buộc phải có dạng là RCOO C2H5 đúng không em? Và để nó có dạng là rco C2H5 ấy thì xong chưa? Đáp án đúng là đáp án gì ạ? Đây? đây, chỉ có anh đáp án này. Ngon lành cành đảo. Câu số 15 ạ. Các em ơi các em cùng comment đáp án xem 15 đáp án gì ạ. 15 là một câu cực kỳ kinh khủng. Trong đề thi trung học Thu thông ra năm 2019. Rót 1 đến 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào nghiệm được 1 đến 2 ml dung dịch NaOHCO3. Đưa que diêm đang cháy ống nghiệm thì que diêm tắt. À, vậy điều này chứng tỏ rằng là X tác dụng với NaOHCO3. Ancol etylic là không tác dụng với NaOHCO3. Andehit acetic là cũng không tác dụng với NaHCO3. Phenol cũng không tác dụng. Vậy ở đây chỉ có axit acetic khi tác dụng COOH khi tác dụng với NaHCO3 thì tạo thành CO2 bay lên khiến que diêm tắt. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok nhá. Câu 16. Tinh thể chất rắn X không màu tinh thể chất rắn X không màu. Nào, tinh thể chất rắn X không màu thì do cái anh tinh thể chất rắn X này không màu thì vị ngọt dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. À. Thế thì để có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt thì nó là sacarose. Đúng không ạ? Bỏ glu bỏ glu, sacar trong công nghiệp X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng hương tráng đột phích Y tráng hương và tráng đột phích Vậy Y chỉ có thể là glucose Vậy đáp án đúng là đáp án D các em nhé Quá dễ dàng Câu số 17 ạ Cho 90 gram glucose Lên men rượu với hiệu suất 80% Glucose này Glucose Glu 180 90 trên 180 bằng 0,5 các em nhé lên men rượu với hiệu suất là 80%. Rượu này 80% thì bằng là 0,8. Thu được m gam C2H5OH chúng ta cần phải nhớ được tỷ lệ. Đây là 2. Được chưa? Vậy hoàn toàn. Mình có này. 0,5 mà nhân với 2 thì bằng 1. Thuận nhân nhân với 0,8 thì bằng 0,8. Ok nhá. Vậy mình sẽ có tìm được khối lượng của C5H bằng 0,8 x 46 bằng 36,8 cam Vậy đáp án đúng của chúng ta là nào là đáp án nào A à, nào Các bạn ơi các bạn có hiểu bài không ạ Anh em nào hiểu bài thì chấm cái để thầy biết với ạ Anh em nào hiểu bài thì chấm cái để thầy biết với ạ Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất 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 nhiều luôn Xịn đâu ạ Nào các bạn cùng comment thầy đáp án câu 18 nào Câu 18 là một cái câu mà rất hay thi đấy Dung dịch nào sau đây Không làm đổi màu quỳ tím không làm đổi màu quỳ tím Không làm đổi màu quỳ tím ạ à. Dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím ạ n a làm quỳ tím chuyển thành màu xanh n làm quỳ tím chuyển thành màu xanh Được chưa Dung h l làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ c 3 n 2 làm quỳ tím chuyển thành màu chuyển thành màu gì ạ? Xanh. Thế vậy này, dung dịch không làm đổi màu quỳ tím chỉ có thể là B. Các em thấy đề này xịn không ạ? À. Đầy toàn những câu rất hay thì bạn nào mà muốn nhận file đề và đáp án chi tiết thì nhớ xe livestream về và cuối buổi để thầy gửi file PDF cho nhá. Nhớ chưa ạ? Câu 19, công thức phân tử của axit oleic vừa mới học xong. C17H33COOH. Câu 20, chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Cái này thầy mới dạy rồi Đúng không ạ? Polysaccharide là anh nào? Tinh bột Đây câu 21 đây 21 Câu 21 lại một câu sử dụng skill của thầy Ơ ờ, câu này bị trùng rồi Câu này bị trùng rồi Câu này bị trùng với câu ở bên trên Nhá Câu này vừa bị trùng ở câu bên trên Bấm máy tính nhanh cho nhanh này 89,1 Chia cho 297 Được chưa? Nhân 3 Nhá Nhân 63 Kết quả bằng luôn 56,7 Bề bỏ. Xịn sò luôn. Bao nhiêu giây các em? Quá nhanh, quá nguy hiểm nhờ. Skill của thầy mình lúc nào cũng độc. Ngoài những cái skill ở bên trong cái phần couple rest, thầy còn hướng dẫn cho chúng ta cực kỳ, cực kỳ nhiều skill nữa. Để làm sao mà chúng ta chống liệt nhanh nhất. Lấy gốc nhanh nhất. Câu 22. Tinh thể chất x không màu vị ngọt dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong. ớt đường nào có nhiều trong mật ong nhỉ? Đường nào có nhiều trong mật ong mà lại làm mật ong có vị ngọt sắc cả kem Nào Đường nào đường nào có nhiều trong mật ong mà lại làm mật ong có vị ngọt sắc Chỉ có thể là fructose Trong công nghiệp X được điều chế bằng phản ứng Thủy phân chất Y Vậy là thủy phân saccharose Đáp án đúng là đáp án A à. Câu 23 ST nào sau đây este nào sau đây Tác dụng được với dung dịch NaOH thu được natri acetat CH3COONA Natri acetat Vậy thì để thủy phân thu được natri acetat Thì ST phải có dạng là CH3COOR phải Đúng không ạ? Vậy mình nhìn đáp án C, D loại, B loại Đáp án đúng đáp án À Câu 24 các bạn cùng lấy máy tính ra cùng bấm xem skill của thầy xử câu 24 như thế nào Các em thấy không? Một cái skill của thầy thôi Mà ứng dụng để giải cho biết bao bài xị Biết bao bài xịn ạ Xịn đâu? Quá xịn Một skill đơn giản, cơ bản mà chinh phục bao nhiêu câu Cellulose 3 nitrate được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với cellulose Hiệu suất các bạn lưu ý nha, hiệu suất 60% tính ra cellulose. Thế thì mình sẽ có ở đây nhá. Sen mà cộng với lại HNO3 như thầy đã nói trước, mình chỉ nhớ chiêu này thôi để thu được cellulose Trinitras Ok nhá. Số mol hiệu suất phản ứng là 60% có nghĩa là 0.6. 60 chia 100 mà, bằng 0.6. Số mol cellulose là 24.3 chia 162 bằng 0.15. Vậy hoàn toàn mình sẽ suy ra được số món cellulose rát các bạn cùng nhìn này. 0,15 x 1 chia 1 bằng 0,15 thuận nhân nhân hiệu suất. Nghe rõ skill chưa? Thuận nhân nghịch chia. Cái bài toán có hiệu suất này là cái dạng bài toán mà chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa việc nhân chia hiệu suất nhất. Thì các bạn đọc kỹ cho thầy câu thần chú sau. Thuận nhân nghịch chia. Được không ạ? Và trong quá trình dạy của thầy với phần Capoeiras hay là tất cả những phần khác thì thầy luôn luôn có những câu thần chú để cho chúng ta chống sai ngu. 0,15 nhân 0,6 bằng 0,09. Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có là khối lượng của cellulose trinitrat là 0,09 nhân 297 bằng 26,73. Các bạn thấy skill của thầy kỳ diệu không ạ? Các bạn thấy skill thấy thầy kỳ diệu không ạ? Quá xịn đúng không? Nếu chúng ta nắm được tất cả các skill của thầy Thì cái việc mà chúng ta trở thành thủ khoa Như anh Đức Anh thì có thể là còn may mắn Nhưng cái việc mà chúng ta lấy 9 cộng môn hóa Là một câu chuyện rất đơn giản Và nếu các em đã trễ phần FT Thì phần carburat này làm ngay đi Với chỉ 7 buổi học thôi Hãy dành cho thầy 7 buổi học Và thầy sẽ khiến cho các em yêu lại từ đầu môn hóa Câu 25 Cho phát biểu sau Số phát biểu đúng này, đây này đơn giản khi mà chúng ta làm bài tập ấy, thì chúng ta sợ nhất là những cái câu phần lý thuyết đấy và để làm được những câu phần lý thuyết đấy thì chúng ta phải có nền tảng lý thuyết cực kỳ căn bản và cực kỳ cơ bản và cái việc đấy nó không phải là ngày một ngày hai và cái việc đấy nó không phải là cái câu chuyện là ngay lập tức mình lấy được nhưng với những người thầy đỉnh cao thì sẽ luôn luôn có cách khi học sinh cần thì sẽ luôn luôn có cách để cho học sinh lấy lại gốc một cách nhanh nhất một cách tốc độ nhất mà lại còn nền tảng nhất. Câu 25 ạ, các bạn cùng xem nhé. Thủy tinh hữu cơ Plexiglas được ứng dụng làm của kính ô OK tô, chính xác. Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose, chính xác. Khi nhâm trong nước xà phòng tính kiềm vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng, cái này cũng chính xác bởi vì tơ tằm nguồn gốc là protein. Trong protein thì nó được tạo bởi từ các chuỗi polypeptide, các chuỗi polypeptide có liên kết peptide NHCO và liên kết peptide NaCO này kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm cũng như môi trường enzyme nó dễ bị thủy phân nên sẽ bị nhanh hỏng chính xác khi rót axit sunit đặt vào vải cốt tông sợi bông vải cốt tông nghĩa là sợi bông sợi bông là C6H10O5 chính là bọn carbohydrate thành phần chính gồm carbon và nước thì khi H24 đặt vào H24 đặt nó có tính gì nó có tính háo nước nó sẽ hút nước ra vậy chỉ còn carbon thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng là chính xác dầu mỡ động thực vật bị ôi thiêu do liên kết cc của chất béo bị oxy hóa chính xác vậy ở đây chúng ta có tổng cộng là 5 phát biểu đúng các bạn nhớ nha 5 phát biểu đúng Đấy, các bạn thấy đề này hay và chất không ạ nếu bạn nào muốn lấy file pdf thì nhớ chia sẻ lại buổi like này về tường và lát nữa like xong thầy sẽ gửi cho chúng ta nhá các bạn lên trên fanpage của thầy fanpage hóa học thầy minh là sẽ nhận được file pdf này luôn xịn sò luôn câu 26 mươi sáu nhìn rõ không ạ không sao Có thể mình lo Khó đã có thể mình lo Tiến hành thí nghiệm Theo các bước sau Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5g mỡ lợn Và 10ml dung dịch nào mắt Chưa hiện tượng gì xảy ra đâu ạ Đun sôi nhẹ hỗn hợp liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút Và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi Lúc này mới xảy ra phản ứng thủy phân Ở bước 1 Nếu Ở bước 1 Nếu ta thay mỡ lợn nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự. Sai, mỡ lợn thì thủy phân chứ dầu nhớt thì không thủy phân. Đúng không? Nên không có chuyện hiện tượng xảy ra bước 3 tương tự. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra. Chính xác, C đúng. Bước 3 này rót thêm hỗn hợp 15 đến 20 ml dung dịch NaCl bão hòa khuấy nhẹ để yên hỗn hợp. Thì sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối natri của axit béo nổi lên. Chính xác, nó chính là xà phòng. A à, đúng vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo đó hợp. Chính xác, bởi vì NaCl bão hòa cho vào nó làm tăng trọng lượng riêng của bọn dung dịch ở phía dưới, nó đẩy ganh xà phòng nổi lên trên. Trong công nghiệp phản ứng ở thí nghiệm trên ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol. Chính xác và chúng ta tổng cộng có A, B, C, E đúng, mình có 4 phát biểu đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Để làm chắc chắn đúng những câu như này, chúng ta cần nền tảng lý thuyết cực kỳ chắc. Và thầy tự hào rằng tất cả các anh chị học thầy lý thuyết đều oánh được phun nhá câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay một câu chốt để thể hiện rằng skill của chúng mình cực kỳ bá đạo đó là câu 27 đây là một trong số những câu được đánh giá là câu khó và nếu sử dụng skill của chúng mình chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn cùng nhìn nhá thế thì HNO3 ba cần dùng để tác dụng với cellulose để tạo thành cellulose trinitrat xin phép các em với những câu như này chúng ta phải giải với tốc độ cực kỳ cao và câu này thầy muốn full skill cho các em nhìn xem giải nhanh nó sẽ như thế nào nhớ được tỷ lệ rồi 3HNO3 thì ra cellulose trinitrat hiệu suất đề bài cho 80% 0.8 số mol cellulose trinitrat 89.1 chia cho 297 bằng 0.3 ngay lập tức suy ngược lại được số mol bon HNO3 0,3 x 3 bằng 0,9. Thuận nhân nghịch chia chia 0,8 ra số mol bon HNO3. Hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của HNO3 nguyên chất bằng 0,9 chia 0,8 x 63. Bằng ạ. 0,9 chia 0,8 x 63 bằng 70 70,875 gam Do ở đây có C phần trăm là 67,5 Nên chúng ta sẽ tìm được khối lượng Dung dịch HNO3 67,5% Nó bằng M chất tan là 70,875 Chia cho C phần trăm là 0,675 Bằng Chia 0,675 Bằng 105 Mặt khác ở đây cho D bằng 1,5 gram trên ml Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được V Dung dịch bằng 105 chia 1,5 Vì làm sao ạ? D bằng M trên V V bằng M chia D 105 chia 1,5 bằng 70 Vậy đáp án đúng của chúng ta là 70 lít Đáp án đúng là đáp án à Các bạn thấy skill của chúng mình Của thầy mình như nào? Xịn không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn Và các em đã theo dõi buổi like ngày hôm nay của thầy nếu các em muốn thử thách bản thân muốn làm lại từ đầu thì hãy trao chọn niềm tin cho thầy trong 7 ngày thầy sẽ giúp cho các em suy nghĩ khác về môn hóa yêu lại từ đầu môn hóa và từ đấy chúng ta sẽ không bị sợ hóa nữa link đăng ký ở phía dưới hoặc nếu bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học hay muốn trợ giúp về môn hóa hoàn toàn có thể inbox cho fanpage khoa học thầy mình hoặc inbox cho nick cá nhân trực tiếp của thầy vũ tuấn minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bye bye, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào những cái buổi live sau. Và rất cảm ơn Thầy Đạt đã tạo cái điều kiện để Thầy Minh có thể live stream với các em ở trên fanpage Thầy Đạt ngày hôm nay. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em.